chị bắt chị thứ tiên kích về. Thứ tiên là mình phải thay đổi hàng từng ngày chứ đừng để thứ tiên cũ quá mình xài mệt lắm. Em đâu đây có tệ muốn bít đâu. À. Tế màu sắc gạt nha. Không tay mặt rộng đó. À vậy. À. Thứ tiên cái dù cui bằng cái muỗng ăn cơm. Vậy chấm mút được không bạch tỷ? Được, nhưng thứ tiên coi chị em mình như là mẹ với gì đó. Chứ thứ tiên không yêu được ai. Để đây coi thánh mũi. Để cô kia dành. Rồi bây giờ hứa tiền đã quyết định ăn mẹ với gì rồi con? Tiểu hồ lô đưa cung với chị. Dễ thương ha. Dạ. Có chơi video không? Không. Không. Mày sợ quá. Sợ lắm. Trời ơi. Nè mày sợ đưa YouTube nó ném đá mày khóc nghe nghe. Nó sợ đi nè mọi người, nó sợ BD nè. Chưa thích lắm á. Không nghe à. Trời ơi. Kiểu đó là kiểu gì vậy chị? Kiểu, kiểu phê đó. Kiểu phê đó. Tập chơi BD đi. Thôi bây giờ nè, thằng trên là của Thanh Muội, thằng sau của Bạch Tỷ nha. Không, nói vậy chứ thôi vậy thôi, để chị lựa thằng ngon ngon. Tên 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 của Thanh Muội. Tên tên tên. Ủa cái này đọc quá vậy chị? Thanh Muội. Còn không thôi, Thanh Muội nè. Nếu mà đây là nhân sâm ngàn năm mà Thanh Muội còn chê thì mong Thanh Muội hãy xây qua đây một miếng gọi là cẩm thạch của tu luyện 235.000 năm về trước, xây qua bên phải xoay. Không. Tên tên tên. Dội cơm. Không, mày vừa xây qua mày làm. Không? Vậy nè, vậy nè, vừa xây qua nè. Đâu, đâu đâu hết anh Bạch Tỷ đâu đâu. Đuôi bánh vào da vô cho em vậy. Không biết định sao. Chị anh ở dưới em bên trên. Còn mà. Thôi bây giờ bón phân trồng cây đi em. Tên tên tên. 2 năm bố lá 3 năm chứ quà. Ôi không muốn đi trồng. Gỡ từng nhà đâu. Thôi nó giỡn vậy chứ. Đừng có gỡ sai. Gỡ ở đây đi. Cười khóc vậy. Bí văn bây giờ không muốn nói gì luôn. Không biết nói gì luôn. Bí văn rồi. Bí văn rồi. Nãy giờ nói chị không hiểu gì hết. Thằng này cái dù cua cũng chắc lắm nha. Số mấy chị? 35cm. Số da gì? Cái em phải cầm ủi chị. Không, không có đâu, em bỏ vô thúng em đội lên đầu. Em quấn quấn với nhau cùng dây điện vậy đó. Quấn em dây dây chuyền luôn chị. Hả, à, được. Dài lắm, hay sợ. Đôi, đôi em đưa thủ dĩ đầu heo. Hiểu không? Không, không hiểu. Hiểu đi. Nó giỡn chứ nhà em ở đâu? Em ở chợ kế bên đây nè. Rồi đi bộ lên phòng đây. Phòng tập gym nè. Cái gì gần đây hả? Thanh Muội. Dạ. Ai vậy? Một con quỷ tiểu yêu. Con quỷ tiểu yêu nó đã xuất hiện. Tiêu diệt con quỷ tiểu yêu này đi em. Tiêu diệt làm sao bây giờ? Tiêu diệt làm sao? Nó đâu có hiện hữu đây. Tiêu diệt nó sao? Tiêu diệt. Thôi, đừng làm vậy. Xin đẩm cái ai lao đi. Em sắn nhẹ. Đi đi rồi em sắn nhẹ cái dịu dàng. Có bánh bèo làm gì tới được. Đưa văn ra muốn chết luôn à. Vậy có bánh bèo. Nó nghe nè. Thời gian sau bưởi cũng thành mướp thôi. Nhưng đây chị em ta bưởi dương hoàng về bưởi. Không thành dưa hấu thôi chứ không thành mướp được đâu. Nó nghe nè. Đi đánh bài mà kéo ra đằng sau cho con muốn đi chị. Không. Ba đang đánh bài nè, đang đánh bài nè. Bỗng con ra sao? Con khóc mà bà nổi mày khóc hoài. Buông đi mày. Tính tiếp. Nè nè nè, bú đi. Rồi đánh bài tiếp. Kìa bà nghe bà nhột kìa, bà nghe bà nhột kìa. Bà nghe bà nhột. Bà có lửa. Còn hồi nãy sao? Hồi nãy dù gì, Ủa? Bà sao kỳ vậy? Ủa gì kỳ con? Ủa sao nó gớt dưới đất vậy? Nó gớt dưới đất hồi nào? Ơi tụi bậy. Bà cũng thiệt tình. Bà tử thiệt cái gì hả? 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 Kém cái gì xíu được không? Chuyện gì? Chút xíu à. Ừ. Em làm bên. Bé mới lại nó khóc rồi, dỗ nó coi. Chụp hình chung nha. Ok chụp đi. Ok. À, mời mấy anh chị xin miếng đèn với cho em xin miếng đèn chứ. Được. Có 4 cái đèn chỉ vô. Rồi, phê mặt phê quá à. Mày sáng đá. Dễ thương quá các Thanh Muội. Chị
gì cái chương trình ngoài chưa? Bạch heo. Bạch heo con. Bạch heo con lại đây với mẹ. Thanh Muội lại đây. Đây, mẹ đã tìm được ba gùa con rồi đó. Hồi thời gian kiếp trước mẹ đã nhận định ra, mẹ đã tình luyện được cái gọi là Như Lai thần trưởng. Mẹ đã biết được. Hồi bút Lai thần trưởng. Hồi xưa. Ủa bộ hồi xưa ấu dâm 9 năm chưa? Thôi được bà nội. Ấu dâm là cái gì? Tổ tù 9 năm tổ ấu dâm mà. Không có nói nó giỡn mọi người không. Cái chuyện thằng nhóc đó bỏ đi. Bây giờ thằng này nè. Cô chị gỡ cho ông sao? Cười lên coi. Đẹp trai quá ha. Yêu tinh cho hồi nãy sao nè. Được, có yêu tinh xuất hiện rồi. Thôi. Thôi bây giờ chị lấy cái này chị gõ vô cũng được rồi chị. Trời sao có mèo đây vậy? Bánh mèo. Thời gian sao cũng chia tay thôi, không có ở bền được với anh đâu. Cỡ nào? Cỡ nào? Biết tại sao không? Sao đi chị đèo? Chưa lên nái được. Cái mặt đảo quá mẹ ha. Mặt đã mặt cứ. Bây giờ. Đẹp trai luôn nè. Bà quặm đừng yêu tin đi rồi bà trả lời. Thôi, bây giờ ba mẹ con mình đừng có quặm hứa tiên nữa, mà hãy quặm con bánh bèo cho nó tan nát đời hoa. Rồi lúc đó là thằng hứa tiên nó cũng bỏ con bánh bèo đó thôi. Bây giờ vậy đó nè. Vậy là chị mới chơi chiêu mốt là thằng trưởng quá. Không, thục pizza. Thục cái pizza nào loại lớn nhất. Thôi nè, bây giờ một mình mẹ quặm đi, hái con quặm ảnh nha. Chị ra chứ, mẹ quặm bánh bèo đi. Dù gì công lực của chị cũng cao hơn tụi em. Nhưng trước khi qua hứa tiên, muốn quặm hứa tiên thì quặm bánh bèo da trước đi. Sao chị ưa đẩy mấy cái ca khó khó mà cho em vậy? Công lực tụi em không, đâu có cao. Tại vì chị đang dạy cho mấy đứa biết quặm bánh bèo, để mấy đứa tu luyện ngàn năm. Tụi em nè, mấy đứa đang tu luyện rất là thành công. Chó hửi tụi em luôn đó, thấy chưa? Con chó nó hửi tụi em luôn đó. Vậy chị lại biết quặm bánh bèo chưa? Vậy chị cứ đưa võ công bậy bạ cho tụi em học không à? Có gì cười đó nha. Có đáng gì mẹ? Chó này có lượng như chị. Trời ơi, thì ra là một con chó cái. Đi ra. Trời ơi, tao kỳ thị. Chị không thích giống cái à? Chị chỉ thích giống đực. Trời ơi là trời ơi, nó còn đưa, trời ơi nó đưa, trời ơi nó đưa sò lông vô mặt đó. Đi ra. Trời ơi, liếc nữa. Trời ơi, cái bà nội ấy đừng có địch nè. Đi ra coi, trời ơi thầm đen quá. Trời ơi, trời ơi, hai cái núm vú má hay vậy hả? Chị quặm nó đi cho nó hồng nhớ lại. Thôi không có chơi đâu. Chưa nhớ. Trời ơi, nó liếc kìa, nó liếc kìa. Con lại đây. Trời ơi, nó đưa cái lượng càng ngày càng sát nè. Trời ơi, nó đưa luôn cái lũ đít luôn kìa. Bây giờ chị chơi chiêu, điêu lần thần trưởng đi. Trời ơi, đâu lẹ vậy, qua đâu hai bịch hoài vậy. Đó, mua tôi hai bịch, bán người ta 50 ngàn bịch, buồn ghê. Khóa. Tôi nói mày lấy tôi bịch năm bịch ba 30 bát cho tao 50 không có gì. Làm ngưỡng lên. Anh Hùng cũng nói. Anh Hùng. Ê, con Duyên á, nó bỏng con nó, mày tưởng tượng là đủ má giống người khủng lồ vậy đó. Chết rồi. Con ngủ đâu mà cốc đít. Căng già vậy. Gì là căng già vậy. Mẹ già ơi vậy. Ok, cảm ơn em. Mẹ ơi, đây nè mẹ. Mẹ ơi, tiền nè. Nguyên Chi không? Con đỉ mất già. Trời ơi. Tao mới vừa chửi xong rồi tới mày chửi nữa. Nó kêu anh vậy, mất dạy. Trời, gớt cái gì vậy, gớt. Bình bình bình, bình bình trang. Nguyên Chi Hùng là ai vậy? Đây. À, anh Hùng. Mấy bạn vậy? Em nó khiều. Giờ tí cái anh ba qua nhà em nó. Em nó cho coi dù cui. Ok. Thôi bye bye nha. Bye. Cũng ngon lành cho con ơi. Con ơi con. Mốt đổi hình đại diện nha. Mốt đổi hình đại diện nha. Không thôi, lần sau là thiệt đó. Lần sau là tao lấy. Lần sau là tao lấy cái đinh tao đóng đó. Cảm ơn em.
Rồi cảm ơn em. Ngồi đi tới cho em kêu cho. Ngồi đi mọi người, ngồi đợi tí xíu mọi người nha. Rồi của chị bố mình là 120. Dưới này 40 nữa là 160. 160. Ai 40 nữa, hai bịch. Có 80 ơi. 80 là 270 đó. Ok. Rồi của chị mấy phần? Một phần hả? 4 phần 120 cho chị xin 120 của bé đi. Cảm ơn bé.